Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em Tình lại tiếp tục quay trở lại với các bác trên sóng của kênh mua bán xe cũ. Em Tình Uscar Việt Nam thì chắc là các bác cũng không xa lạ gì với em nữa rồi. Hôm nay thì em lại giới thiệu thêm các bác đó là cái mẫu SUV 7 chỗ gầm cao máy dầu, siêu tiết kiệm và siêu tiết bền bỉ anh chị nhá. Đây là chiếc xe Fortuner, Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu. Xe thì các bác thấy là được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất nâu cà phê. Chiếc này của em là sản xuất 2019. Đăng ký tên tư nhân, biển số tỉnh, một chủ đầu. Và xe thì mới chỉ chạy chuẩn là 50.000 km thôi. Đó. Ok, thì như các clip trước em và các bác cùng em xem qua một lượt chi tiết ngoại thất của cái chiếc xe này. Rồi sau đó mình cùng xem qua đến phần nội thất của chiếc xe, để mình cùng xem và đánh giá chất lượng của cái chiếc xe Fortuner này. Đó, với giá hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá chỉ ngoài 900 triệu một chút thôi, là các bác đã có thể sở hữu cho mình chiếc xe Fortuner máy dầu số lượng một cầu này của em Tình rồi. Đó. Xe bên em bán ra thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi, cũng như là pháp lý. Tất cả các xe bên em bán thì đều cam kết là xe không đâm đụng, không tai nạn ngập nước, thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, xe không tranh chấp và không phản nguội. Km em bao zin cho chiếc xe Fortuner này với các bác là chạy chuẩn 50.000 km anh chị nhá. Đó. Chiếc xe này thì các bác nếu như mà có nhu cầu trả góp thì các bác hoàn toàn yên tâm, bên em vẫn hỗ trợ làm thủ tục vay banh lên đến 70% cho các bác. Các bác ở xa nếu như có nhu cầu chốt xe thì em vẫn hỗ trợ là ship xe toàn quốc, và em sẽ hỗ trợ các bác là đăng ký sang tên đổi chủ cũng như là rút hồ sơ gốc trên toàn bộ các tỉnh của giải chữ S Việt Nam mình. Đó. Và em ship xe toàn quốc cho các bác nhé. Đó. Fortuner máy dầu số lượng một cầu, sản xuất 2019, chạy chuẩn 50.000 km. Trang bị ngoại thất màu đen, nội thất nâu cà phê. Đó. Lốp là lốp nguyên bản theo xe anh chị nhé, cả dàn luôn. Anh chị thấy lốp còn rất là dày đúng không ạ? Rất là mới ạ. Đó. Lốp nguyên bản theo xe quý vị anh chị nhé, nên anh chị hoàn toàn yên tâm rồi. Ok, sau đây thì em mời các bác cùng em xem qua phần nội thất của chiếc xe này. Fortuner thì về công nghệ nó cũng không có nhiều. Cái quan trọng nhất là cái tính bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, và cái chi phí sử dụng của nó thì cực kỳ là thấp anh chị nhé. Đây là phiên bản sử dụng máy dầu một cầu thì đã được trang bị là ghế lái chỉnh điện rồi. Đó. Chiếc xe này thì đã được bác chủ nâng cấp lên là cái đè lổ thông minh startup anh chị nhé. Đó. Tất cả các chi tiết màn hình cũng đã được lên rồi, màn hình lớn rồi anh chị nhé. Đó. Vô lăng cần số theo da theo xe được bọc da nguyên bản của nhà máy rất là mới đây. Đó. Rất là đầy đủ option luôn cho các bác. Fortuner thì luôn luôn là đi theo cái xu thế là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé, cũng như là cái chi phí sửa chữa của nó rất là rẻ luôn, và bảo dưỡng không tốn kém quá nhiều. Đó, thì nếu như bác nào thích cái sự bền bỉ và cái sự gầm cao thực thụ của Fortuner thì các bác hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số hotline của em Tình, hoặc là inbox Zalo em là 0911666325. Em sẽ gửi các bác chi tiết hình ảnh nội ngoại thất của chiếc xe Fortuner này và báo các bác cái giá bán tốt nhất nhé. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá mong muốn là chỉ ngoài 900 triệu một chút thôi. Cụ thể giá bán như thế nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp em Tình, em Tình sẽ có cái giá bán tốt nhất gửi đến quý vị anh chị và các bạn nhé. Đó. Còn về chất lượng và pháp lý thì các bác hoàn toàn yên tâm và đặt tin tưởng vào salon Uscar Việt Nam của bên em rồi. Đó. Em Tình thì cũng bán rất là nhiều, và bán xa bán gần thì vô cùng luôn. Và em được rất nhiều sự ủng hộ của các bác trên toàn quốc. Và cũng rất là vui một điều rằng là tất cả các giao dịch từ trước đến nay thì em đều hoàn thành một cách rất là trơn tru và rất là tình cảm. Nhận được rất là nhiều lời khen và ủng hộ của tất cả quý khách hàng. Và rất là nhiều bác cũng đã quay lại ủng hộ em tiếp, bởi em Tình làm rất là uy tín và có tâm. Thì sau clip này, đây là chiếc xe Fortuner. Hiện tại thì em Tình đang chào bán mức giá ngoài 900 triệu một chút. Cụ thể thì các bác có thể nhấc máy và alo cho em Tình hoặc inbox Zalo, anh em mình tâm sự để có cái giá bán tốt nhất em gửi quý anh chị ở cái thời điểm này nhé. Clip của chiếc xe Fortuner ngày hôm nay thì em Tình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.